vừa được song ca cùng đàn anh Đan Trường, Yuki-san tiếp tục bám món quà siêu bất ngờ. Tập 4 của chương trình là Lắm A Nha có sự tham gia của các nghệ sĩ Yuki-san, Khương Ngọc và Song Luân. Theo luật của chương trình, mỗi người chơi sẽ song ca cùng một người bí ẩn, sau đó dựa vào gợi ý để đoán ra tên của nhân vật đó. Đến với Lắm A Nha, Yuki-san có duyên được ghép cặp cùng nam ca sĩ Đan Trường. Cả hai đã có màn song ca ăn ý ca khúc Thiên Hà Hữu Tình Nhân, nhạc phim bất hủ một thời của bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp 1995. Tuy là lần đầu song ca cũng như không có sự chuẩn bị trước, nhưng cả Đan Trường và Yuki-san đều khiến khán giả tán thưởng không ngớt vì sự hòa hợp trong giọng hát, mang đến một tiết mục đặc sắc cho chương trình. Xuyên suốt phần chơi của mình, giọng hát Phải Chăng Em đã yêu khá hoang mang vì liên tục bị MC Trường Giang chôn và đưa ra nhiều gợi ý dẫn dắt hài hước. Tuy vậy, các bạn chơi Khương Ngọc, Song Luân cùng khách mời Vân Trang lại vô cùng thật thà khi nhá gợi ý để Yuki-san đoán được người bí ẩn là Đan Trường. Chia sẻ về phần song ca không chuẩn bị trước này, Đan Trường cho biết, một cái khó của việc tham gia chương trình này là phải học bài của người khác và Thiên Hạ Hữu Tình Nhân cũng không phải dễ hát. Nếu một ca khúc ballad chậm rãi, mình có thể ngẫm ra câu hát kế tiếp là gì, nhưng với bài này lời nhanh và với cao độ này khiến anh cũng phải mất ngủ mấy ngày để nghe. Phần bộc bạch này cho thấy sự nghiêm túc cũng như chỉn chu của Đan Trường trong mọi tiết mục anh tham gia. Bên cạnh đó, sự hiền lành, gần gũi quen thuộc của nam ca sĩ cũng khiến mọi người trong trường quay vỡ òa thích thú. Về phía Yuki-san, nữ ca sĩ cho biết, San rất bất ngờ khi mình có thể hát cùng anh Đan Trường. Anh không chỉ sở hữu giọng hát nội lực, cảm xúc mà còn rất trẻ trung, đẹp trai nữa. Đứng trước một tiền bối lớn như anh nhưng San không hề cảm thấy xa cách vì anh rất hiền và cực kỳ thân thiện. Đặc biệt, việc anh Đan Trường thuộc hết lời ca khúc này khiến San thêm nể phục phong cách làm việc chuyên nghiệp của anh. Đây là một điều mà San phải học hỏi để mọi phần trình diễn của mình đều phải thật chỉn chu. Cuối chương trình, Yuki-san một lần nữa quyết định chọn Đan Trường để chia sẻ phần thưởng dù được Trường Giang khuyên nhủ nên thay đổi. Cuối cùng, cả hai nhận được hai đôi dép tổ ong do chương trình chuẩn bị. Riêng Yuki-san được nhân đôi phần thưởng khủng này vì trước đó đã chiến thắng trong việc đoán tên nhân vật bí ẩn. Thiên Hạ Hữu Tình Nhân nằm trong dự án cover nhạc Hoa Lời Việt mang tên Thanh Xuân Nhất Tiếu được Yuki-san ra mắt vào tháng 9 năm 2020. Đây là ca khúc thành công nhất dự án, mang về nhiều thành tích đáng tự hào cho giọng ca gốc Thái Bình. Màn song ca của Đan Trường và Yuki-san tại chương trình là Lắm A Nha.